Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Thần lễ thưa anh chị em, Đức Maria thành viên bảy sạch bét. Xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay cùng đặt trước Đức Maria. Chúng ta biết cả cuộc đời của chúng ta trở thành với cuộc thăm viếng. Cuộc thăm viếng này là cuộc thăm viếng Thiên Chúa, cả viếng thăm dân người, và cả cuộc đời chúng ta trở nên lời ca tạ ơn và ngợi khen Chúa. Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành một nhiệm thánh. Tôi cũng nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, cầu cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Để được cùng Đức Maria ngợi khen Cha muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Sophonia reo vui lên ở chiếu ngưỡng Sion, họ vang dậy khi nào cũng nhảy khen ngợi. Ở chiếu ngưỡng Jerusalem hãy nức lòng phấn khởi, an định và vui Đức Chúa đã phục lại. Thù địch của ngươi, người đã đẩy lùi xa. Đức vua của trên đang ngự giữ ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion đừng sợ, chớ kinh hãi buồn rời. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữ ngươi. Người là người cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như ngày trong lễ hội. Đó là lời Chúa. Oh,
Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã, đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoán thương nhìn tới từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệu phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại được về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa sắc giáo thần thiến, kính thưa quý bà anh chị em, và một nhìn nhập thể là Đức Giêsu trở thành là ngôi lời Thiên Chúa, thành ngôi lời nhập thể và đến ở giữa chúng ta. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta, và cái tiến trình, cái mầu nhiệm đó nó được đi qua thực hiện nơi một con người là Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa đã hiến thân cứu chuộc dân người, và đúng thật là như vậy. Cái mầu nhiệm thực thể là Thiên Chúa đúng, Thiên Chúa đích thân. Đích thân bây giờ còn là nói gì được gì hết, mà đích thân một cách cụ thể trở thành ngôi lời, trở thành người chúng ta ngồi đàn thị trường tội lỗi thôi, để đến viếng thăm con người. Và Đức Maria là đi ở trong tiến trình đó, đi trong tiến trình đó, mà Đức Maria cộng tác vào việc đó qua một dịp nhập thể rồi. Nhưng mà chúng ta thấy một hôm nay một cách rõ ràng, rất là con người, là Đức Maria đi thăm bà Elizabeth, một người chị của mình thôi, người chị họ của mình. Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta đặt cái việc Đức Maria đi thăm bà Elizabeth ở trong cái mầu nhiệm nhập thể, thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Maria cộng tác một cách rất đắc lực, chủ động nơi cái việc Thiên Chúa viếng thăm dân người qua cái cử chỉ của Đức Maria lên đường vội vã đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa, và vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth, và bà ở lại đó khoảng 3 tháng. Chắc chắn có một đời Đức Maria còn đi thăm nhiều người nữa, nhưng đây là một cái nét đặc biệt ở nơi Đức Maria. Và Đức Maria đến thăm bà Elizabeth, hai cuộc gặp gỡ ở đây chúng ta thấy tràn đầy đức tin, tràn đầy lời khen và thúc giục nhau để có thể nói là tin cậy lên vào Thiên Chúa. Chúng ta đọc tiếp đó trong cái kinh Magnifique khác thì chúng ta thấy hai người gặp nhau này tràn đầy được củng cố với nhau niềm tin, củng cố với nhau niềm hy vọng, củng cố với nhau lòng mến vào Thiên Chúa, ba nhân đức đối thần mà chúng ta vẫn lặp đi lặp lại ở trong cái kinh tin kinh cậy kinh mến đó. À, cho nên cái điều thứ nhất, chúng ta nếu cuộc đời của chúng ta cũng trở thành lời thăm viếng, nếu hôm nay chúng ta đi thăm viếng thánh lễ về, cũng giống như là thiên thần truyền tin Đức Maria, Maria nhận ra cái hồng ân Thiên Chúa viếng thăm dân của người qua mầu nhiệm tập thể đó,
hôm nay chúng ta được nghe lời Chúa, chúng ta được lướt mình đến Chúa, rồi chúng ta cùng trở về và ước chi mỗi người chúng ta cùng trở thành một cuộc đời thánh biến. Mà thánh biến đấy cũng là thánh biến bình thường đâu, để đến rồi anh muốn rồi phải không đâu, mà cái thánh biến này trở thành cái thánh biến mà chúng ta thấy là đem Chúa để cho người ta thấy, cho mọi người thấy là Thiên Chúa đến hiến thân dân người. À, một buổi gọi chúng ta đó, chúng ta thấy rõ ràng khi mà chúng ta thăng tiến và chúng ta thành một cái cuộc là để cho Thiên Chúa hiến thân dân người, rồi chúng ta thăng tiến nhau để rồi tin đức cậy đức mến của chúng ta được củng cố với nhau bằng vì chúng ta chia sẻ cho nhau trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà nơi đó có Thiên Chúa. Nếu cuộc sống hôm nay chúng ta có Thiên Chúa thì chúng ta thấy cái cuộc đời thánh biến của chúng ta thành trở nên rất là đặc biệt. Ở đây là tìm đây thì nói với anh em Lê Dô Ma Dê là rất là đặc biệt đối với anh em Lê Dô Ma Dê điều này. Điểm thứ hai, chúng ta cùng người nhắc với nhau trong đầu thánh lễ, chúng ta cùng xin Chúa qua tác động của Chúa Thánh Thần để cuộc đời của chúng ta trở thành bài ca tạ ơn lời khen Thiên Chúa. Thật sự nếu không có cái tâm tình thì không thể tạ ơn được. Không có tâm tình chắc chắn là chúng ta không có cảm ơn được. Phải có tâm tình chúng ta mới tạ ơn. Phải như thế nào là chúng ta mới có thể cất lời tạ ơn và cảm ơn và lời khen Chúa được. Chúng ta thấy càng cái tâm tình mà cần phải có, cũng có nói lên được. Không có cũng thể nói lên được. Như vậy khi chúng ta biết cuộc đời của chúng ta thành lời khen, lời tạ ơn Thiên Chúa là chúng ta đi vào cái dòng lịch sử ân cứu độ. Cái dòng trong lịch sử ân cứu độ là cả một lời tạ ơn và lời khen Thiên Chúa. Linh hồn tôi lời khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Nhận ra thân phận của mình, nhận ra Chúa là ai thì chúng ta mới thể cảm ơn được. Xin Chúa cho hôm nay chúng con mừng lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Xin cho mỗi người chúng con biến cuộc đời chúng con thành lời ca tạ ơn, cảm ơn Chúa vì muốn hồng ân Chúa ban cho chúng con, và để chúng con cũng biết lên đường vội vã như Đức Maria để đem Chúa đến cho người khác, để mọi người nhận ra ơn cứu độ Đức Chúa đã khiến thăm nhân người, đã không là lời người gọi của Chúa Giêsu trước khi về trời. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi chúng ta. Anh chị em thân mến, được tình yêu Chúa thôi thúc, mẹ Maria đã mong mắn lên đường để viếng thăm, giúp đỡ và chia sẻ niềm vui với bà Elizabeth. Với mong ước sống đức ái như mẹ, chúng ta nhận lời với tình yêu thương nhiệm màu Thiên Chúa đã mang cho chúng ta là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ, chúng ta cùng cầu xin Chúa thương gìn giữ hội thánh và các thánh vật trong hội thánh được ơn sức mạnh trí khôn ngoan và lòng nhiệt thành trong sứ vụ loan báo tin mừng. Tìm lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Nhờ đức tin mẹ Maria đã thưa lời xin vâng trọn vẹn và vô điều kiện, xin cho các tín hữu Kitô đang gặp thử thách đau khổ về đức tin hay đời sống gia đình biết noi gương mẹ Maria, luôn đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, tin vững cậy trông vào tình yêu quan phòng của Chúa để giữ cuộc đời đỡ đau. Họ vẫn luôn hân hoan sống đức tin và nhiệt thành làm chứng cho Chúa. Im lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Bởi đâu có được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm, chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo xóm thăm viếng của mẹ hôm nay biết mang Chúa Kitô trong lòng và với niềm vui chứa chan đến mọi nơi và với mọi người, dù khi làm việc, khi viếng thăm bạn bè hoặc ai đang yếu đau, để ngày càng nhiệt thành là nhân chứng phúc âm trong đời thường. Im lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa nâng lời
cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết chăm chỉ lắng nghe lời Chúa để cảm nghiệm được tình thương cứu độ và luôn nhận ra hậu ơn Chúa ban. Họ biết dùng đời sống yêu thương, mong mắn nhân thân, vui tươi và tinh thần khiêm nhường phục vụ tha nhân cách vô vị lợi mà tạ ơn Thiên Chúa. Thiệt lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một mẫu gương tuyệt vời là Đức Maria. Xin cho chúng con hằng biết noi gương mẹ, nhiệt tâm phục vụ Chúa và tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
trong ngày lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth của Đức Maria diệu phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã đủ thai con một Chúa và đã chiêu giai vào thế gian ánh sáng vinh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến, đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thánh với các ngài, thành khẩn tuyên xưng rằng: vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyệt. Vì vậy lạy Chúa, chúng con ta thiết nài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần đoái cung thánh hoa của lễ chúng con dâng tin Chúa đây để trở nên mình và mong Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con thừa linh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con làm phiền Chúa chịu trên và tin dân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh nhân cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lai đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiên này để ta ơn Chúa. Chúng con mà xin Chúa đoái nhìn hiên để hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà chúng muốn hiến tế để nuôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời chân tin Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia đình cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này
đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lưu tư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Aloisio chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân thiên Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con ca Cha đang tan mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã đi trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha đồng ban mọi ân lành cho thế gian. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiệu trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Thank you.
cho anh